cái này cũng đang chặt cua mà chờ luôn nè các bạn. Rồi bây giờ chiếc ghe lúa này chen vô giữa luôn, né nhau vô giữa luôn các bạn. Đó đầu luôn không? Trên bên đây chiếc ghe gạch. Đây thì chở cây. Cái này thì chở gạch ở Ba Thê về. Chặt cua lên đây. Tiếp tục có một chiếc xà lan. Xà lan đang chở lúa. Ý đang chở không biết chở cái gì luôn. Bao bao nhưng là trái chim măng ta. Đang đổ ở hướng Hà Tiên về đó các bạn. Rồi bây giờ phải né cái chiếc phà nè. Đó, bây giờ chiếc đò đang chạy qua nha. Buộc chiếc xà lan phải đánh một cái vòng suốt ở dưới đó. Thuốc càng dữ nha các bạn, tại tới đây tới ngã tư đó. Đầu tiên với đò nữa. Hai đò luôn nha. Đó, đó một đò bên đây, một đò đang qua nó. Đó đò bên đây chưa đạp lắm các bạn. Ai cha, đò này qua rồi, xà lan đâu. Đang chặt cua lên luôn. Đã xây kìa các bạn. Đây đang bọc đít cái chiếc phà. Ghê chưa? Phà cũng lái nghiêng mình luôn. Đó thôi chứ sao làm. Mình chắc chở xi măng các bạn. Hướng này thì ở hướng Hà Tiên về nha. Ồ, ăn sao một chiếc thúc càng nữa rồi. Nói chung chạy tới đây tới ngã tư đó các bạn. Nó đem cái ngã tư này, rộng lắm. Đó, hướng lên đó thì hướng lên Ba Thê nha. Cái xà lan Ba Thê cũng có hướng trên đó hướng về. Ở đây cũng có, ở đây thì cũng năm qua. Rồi nữ lái luôn. Giỏi giỏi không mà nha các bạn. Ai ngồi lái luôn nè. Ghê chưa. Giỏi không. Xà lan. Lát xà lan dữ luôn. Rồi hướng này thì về là hướng là nổi đó bạn. Rồi tiếp tục. Chiếc anh sao cũng đang chặt cua lên. Ai cha, chiếc này hơi nhỏ mình chặt gắt dữ người ta. Chặt để né cái chiếc phà đỏ. Trên đó hai chiếc ghe bầu đang chạy trái xuống, buộc phải né với nhau nè các bạn. Hai chiếc ghe bầu qua mặt chiếc xà lan.
cái xe chạy kìa. Quá khủng trời. Hết hồn không? Nó vượt qua xà lan luôn. Chạy gam ti không? Đi cái này á, hay cha một chiếc xà lan ở trên Ba Thê đổ về các bạn ơi. Xà lan ở tới đây là một cái chặt cua nha các bạn. Đây nè, có tức càng dữ rồi đó. Ôi ôi chiếc xà lan kìa. Theo mình thấy thì cái cảnh mà xà lan mà ở Ba Thê chạy xuống đó là xà lan lớn lớn không các bạn ạ. Rồi không biết hướng nào đây, chắc cũng có thể là quẹo lên gạch sỏi nữa nha. Ê, tại cái chỗ này cái ngã tư các bạn, bởi cho nên anh em tới đây khúc càng rồi dữ lắm. Hết hồn cái xà lan luôn nè. Thì bây giờ cái đò, các bạn nghe cái hơi cái đò không? Cô kìa tăng tốc kìa. Cũng tiếp chưa? Đó, tranh thủ nó qua chiếc xe Hà Lan này các bạn. Ôi ôi, quá rồi. Ôi chặt cua. Có thêm ở đây một chiếc xe Hà Lan khổng lồ đang chạy lại nữa các bạn ơi. Có nè. Ây cha, ông này đâm lên. Gắt rồi, gắt rồi, gắt rồi. Hả, đang ôm cua lên. Gặp ông xà lan đây xuống. Chắc gì ta. Rồi, chắc kìa. Ôi ôi. Hả, như khối đốt nhà luôn rồi. Ôi các bạn. Ôi ôi. Hả, chắc ăn ghê luôn hết à. Biết chưa, lấy lại đi nè tài xế ơi. Đó, gọi đây chiếc xà lan chà bá ở đây nữa các bạn. Rồi sao trời, thôi rồi đúng rồi, lấy lại đi. Mà tính là xà lan lớn đạp năng ghê nhá bạn. Nó lấy một cái mũi qua đây liền trời, cái xà lan này vừa tới luôn. Nó thầu luôn không? Nó tục bộ nó gáy nghe đã rồi. Cà Mau. Chiếc này Cà Mau à. Rồi. Hết thầu. Rồi đang qua mặt nhau luôn nè. Cà Lan này thì An Giang. Đây các bạn. Rồi đang qua mặt với nhau. Hết hồn luôn. Cũng quả với xà lan luôn. Rồi xà lan này vậy là đổ lên Ba Thê. Thấy có hướng đi lên nè các bạn ơi. Trời ơi. Má ông nhỏ ông lội đâu trời. Rồi đang chặt cua lên hướng đó thì hướng Ba Thê đó bạn. Trời ơi. Em nhỏ tụi tắm bay qua. Đi lắc ghê không?
theo đi xà lan tắm chơi vậy đó. Hình như ở đây cũng là một cái thói quen của mấy đứa em này luôn các bạn, nên là ta cũng không có làm. Rồi về hướng này thì hướng lịch sổ đó bạn. Rồi bắt đầu ở trên hướng Hà Tiên đang về một chiếc. Ồ, nghe thú cạn không? Chở cái gì có nắp đậy luôn. Giờ phải chờ cái phà này chờ luôn các bạn. Chờ xà lan qua luôn rồi mới qua nha. Rồi xà lan đang chặt cua. Kìa. Đang chặt các bạn. Phú Thành. Phú Thành 44 luôn. Trời ơi dữ vậy. Quá trời xà lan vậy. Đang chặt cua lên. Này hướng ở Hà Tiên về nhé bạn. Hà Tiên về đổ lên hướng này thì về hướng lịch sỏi.